Công dụng của cây lá cách với sức khỏe. Lá cách vốn được biết đến như một loại rau quen thuộc được dùng trong các bữa ăn thường ngày. Lá cách chính là loại lá của cây cách, còn được gọi là vọng cách. Loại cây này trồng nhiều ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Cây lá cách sống được ở cả vùng nước ngọt lẫn nước lợ, thường mọc nhiều ở đầm lầy, ven biển, sông hồ hoặc các cánh rừng ngập mặn. Cây thân gỗ, mọc thẳng, chiều cao vào khoảng từ 2m đến 3m. Lá cây lá cách mọc đối, dài và rộng, hoa nhỏ, có màu trắng lục xam, quả hạch màu đen có hình trứng. Lá của cây lá cách thường được hái quanh năm. Khi được thu hái về sẽ rửa sạch rồi dùng hay có thể được đem phơi, sấy khô hoặc sao vàng để sử dụng. Đây là loại lá này được dùng làm nguyên liệu dân dã quen thuộc được nhiều người dùng để chế biến các món ăn. Cây lá cách có đa dạng những cách chế biến khác nhau, phổ biến đó là dùng ăn sống, ăn kèm với bánh xèo, bánh khọt, chấm nước kho. Lá cách được luộc hoặc nhúng lẩu. Món lá cách xào nấu hoặc om với các loại thịt như thịt lươn, chuột đồng. Hoặc lá cách cũng có thể dùng hãm trà hoặc sắc thành nước uống. Mặc dù có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn cũng cần nên lưu ý một số vấn đề cần thiết khi sử dụng loại lá này để đảm bảo an toàn. Cụ thể, nên ghi nhớ một vài điều sau. Không nên uống nước sắc từ lá cách quá thường xuyên, đặc biệt không được thay thế nước lọc để hạn chế dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe, tránh làm huyết áp tăng cao, gây cường thần kinh giao cảm. Không nên lạm dụng lá cách, tránh sử dụng với một liều lượng cao trong một thời gian dài. Khi sử dụng cây lá cách với công dụng trị bệnh, thì cần có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên môn.